À, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Đầu tiên thì là tôi xin thông báo luôn với các anh chị là hôm nay là cái buổi cuối tuần mình làm vào tối thứ hai hàng tuần ở trên Zoom này. À, từ tuần sau trở đi thì các anh chị không có cần phải vô ngày thứ hai nữa. Còn cái đợt mà chiều thứ ba hàng tuần lúc 15 giờ thì vẫn duy trì, dẫn link này, dẫn password này ở trên Zoom như thường. À, tuy nhiên thì sau này thì vẫn có sẽ làm ngày thứ hai, nhưng mà đợi có thể là khoảng một tháng nữa thì tôi sẽ live trực tiếp ở trên trang trang YouTube luôn. Các anh chị có thể đăng ký ở trong cái trang YouTube Kinh tế và Cuộc sống đó. Các anh chị lên YouTube, các anh chị gõ đó thì nếu mà sớm thì có thể cuối tháng 5, còn trễ thì có thể là sẽ sang tháng 6 thì live trực tiếp luôn. Thì các anh chị chỉ cần có lên trên YouTube, các anh chị vô đúng 19 giờ là chúng ta vô coi được, vẫn có thể nghe được, xong rồi đặt câu hỏi trực tiếp được. Nói chung là like cho nó luôn. Nó chỉ có một số những cái hạn chế hơn Zoom, ví dụ giống như các anh chị chat riêng này kia thì có thể là nó sẽ hơi bị hạn chế một chút. Tuy nhiên thì bù lại là chúng ta không có cần user password hay gì hết á, chỉ cần một cái đường truyền mạng tốt ở trên máy của tính của mình. Rồi không cần phải sợ mấy cái trục trặc về kỹ thuật không nữa. Nhưng mà tại do tôi cũng chưa biết làm mấy đó nên phải đợi một người để hướng dẫn tôi thì có thể là hơi chậm một chút, thì có thể sang tháng 6 các anh chị, nhưng mà tôi thông báo luôn để cho các anh chị biết cái đó. Còn chính thức trang YouTube lúc nào thì các anh chị có thể cập nhật ở trên Facebook của tôi nha các anh chị, hoặc là chúng ta cập nhật ở trên group, hoặc là các anh chị có thể đăng ký luôn trên Kinh tế Cuộc sống đó, để mà chúng ta biết khi khi nào chiếu luôn nha các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô nội dung của mình nè. À, như bình thường thì chúng ta sẽ điểm qua những cái thông tin quan trọng. Đầu tiên, cái số liệu chúng ta đang nhìn thấy ở đây đó là theo cái tạp chí Forbes, họ xếp hạng những tỷ phú trên thế giới. À, thì cái dịch Covid-19 đã làm cho số lượng tỷ phú bị ảnh hưởng, giá trị tài sản của họ cũng bị ảnh hưởng theo. Tính cho đến hết quý 1 năm nay thì đã có gần 2.100 tỷ phú trên toàn thế giới, và tổng giá trị tài sản ròng của các tỷ phú này là khoảng 8.000 tỷ đô. À, cái số lượng tài sản này ít hơn 700 tỷ so với năm ngoái, và cũng so với năm ngoái thì tổng số lượng tỷ phú đã giảm gần 60 người, và giảm tới tận 226 người so với thời điểm đầu tháng 3 năm 2020. Có nghĩa là cái giai đoạn mà giảm nhiều nhất đó, đó là cái giai đoạn gần đây khi mà cái dịch bùng phát mạnh. Nguyên nhân thì chúng ta biết rồi, đó là do Corona, và trong danh sách tỷ phú thì có hơn 50% số tỷ phú đã nghèo hơn so với năm ngoái, và thậm chí là có rất nhiều người từ tỷ phú đã chuyển xuống trở thành là triệu triệu phú, và một số triệu phú thì trở thành là những người nghèo, thậm chí là có những triệu phú mà từ triệu phú đã trở thành bị mắc nợ luôn, có nghĩa là bị âm luôn á. Nói chung là cái dịch này rất là gớm. Thống kê thì trong 10 quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thì Mỹ vẫn là đứng đầu thế giới các anh chị, 614 người, Trung Quốc đứng thứ nhì 388, Đức thứ ba 107, Ấn Độ 102, Nga 99, Hồng Kông 67, Brazil 45, Anh 45 luôn, Canada 44 và Pháp thì 39. Đây là cái hình để cho chúng ta theo dõi. À, đây chúng ta thấy Mỹ nè, 614. Đây. À, ở Việt Nam của mình cũng có nha, nhưng mà theo cái xếp hạng này nếu mà tôi chỉ cần 4 người thôi. Hồi đợt trước thì Forbes nó xếp hạng là 6 người, nhưng mà đợt này thì chỉ cần có 4. À, có một số cái số liệu mà chúng ta thấy là cái số người ở một số quốc gia thì tương đồng nhau, nhưng mà tại sao cái màu của nó và cái quy mô, cái màu của nó bị nhỏ hơn, đó là bởi vì cái tài sản của họ ít hơn các anh chị. Tài sản của họ ít ít hơn thì cái màu của họ bị nhỏ hơn. Chuyển sang thông tin của Mỹ, đây là thông tin ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, và nó đã làm cho chứng khoán Mỹ điều chỉnh giảm vào
cuối tuần qua, thậm chí là tôi nghĩ nó sẽ tác động khá lớn trong tuần này. Đó là Mỹ vừa mới áp đặt thêm các hạn chế mới đối với hàng hóa xuất khẩu tại Trung Quốc, công bố thay đổi các quy tắc áp đặt các hạn chế hàng xuất khẩu bao gồm linh kiện máy bay, chất bán dẫn, nói chung là nhiều thứ. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng nhất ở đây đó chính là Tổng thống Mỹ nè, chúng ta nhớ đọc dùm tôi cái dòng màu xanh nha, đó là đang để mở khả năng tiếp tục đánh thuế hoặc là hủy bỏ một phần nghĩa vụ nợ đối với Bắc Kinh do virus corona và nhiều khả năng sẽ dẫn đến thương chiến giai đoạn 2. Tôi xin phép giải thích cái này nó cụ thể một tí bởi vì nó ảnh hưởng quá nhiều đến kinh tế thế giới, nhưng mà thật ra cái lớn nhất ở đây đó chính là ảnh hưởng đến túi tiền của chúng ta. Thì hiện nay á, nếu mà tính theo quốc gia thì Trung Quốc là quốc gia mà đang là chủ nợ bự nhất của Mỹ. Nếu mà tính về tổ chức á, thì là đứng thứ ba, bởi vì hai hàng đứng đầu đó là những tổ chức thuộc Mỹ. Còn những tổ chức ngoài nước Mỹ á, thì là Trung Quốc đứng đầu, và nhưng mà tính tổng thì là họ đứng thứ ba. Và Tổng thống Mỹ nói cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là kiểu giống như là bây giờ tao mượn tiền mày nhưng mà tao tuyên bố là tao quỵt, kiểu giống vậy đó. Thì các anh chị thấy cái điều này nó khá là nguy hiểm nha, khá là nguy hiểm. Bên cạnh đó thì cái hương chiến chúng ta biết là họ đã ký những cái hiệp ước giai đoạn 1, hiệp định ở giai đoạn 1 rồi, và dự kiến năm 2020 sẽ đàm phán tiếp giai đoạn 2. Tuy nhiên khả năng là cái đàm phán giai đoạn 2 đó trở nên xa vời hơn, bởi vì lý do là bây giờ cái giai đoạn 1 á, là hiện nay mặc dù đã ký rồi nhưng mà để thực hiện nó cũng còn chưa xong, và thậm chí vì cái việc trả đũa virus corona này có thể làm cho Mỹ đánh thuế tiếp tục, có nghĩa là gì, nó sẽ mở rộng cái hương chiến này sang một cái mức mới chứ không chỉ riêng là cái hương chiến giai đoạn cũ nữa. Nên thế giới hiện nay chúng ta thấy ngoài cái chuyện chúng ta đang bị kẹp vô dịch bệnh, và bây giờ cái hương chiến có xu hướng dịu đi thì bây giờ nó lại bùng lên, có nghĩa là chúng ta kẹp tiếp cho một cuộc chiến thứ hai, đó là cuộc chiến thương mại. Và việc các ngân hàng trung ương liên tục bơm tiền, hiện nay tính theo cái giá trị nó đã lên tới hàng chục ngàn tỷ đô la Mỹ rồi, và các quốc gia đua nhau hạ lãi suất và bơm tiền như thế thì nó sẽ gây ra cuộc chiến thứ ba, đó là chiến tranh tiền tệ. Chưa kể những cái cuộc chiến nhỏ khác thì tôi chưa nói thêm, ví dụ như là cuộc chiến về công nghệ hay gì đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến mình. Nhưng mà chúng ta ở trong ba cái cuộc chiến lớn thì một cuộc chiến mà chúng ta đã muốn chết mẹ rồi, mà bây giờ ba cuộc chiến mà nó áp vô lại thì rất là nguy hiểm. Số liệu cũng cho thấy là BMI sản xuất của Mỹ đã giảm xuống mức 41,5 điểm vào tháng trước, và đây là cái mức thấp kể từ năm 2009, có nghĩa là trong 11 năm qua, và từ cái mức giảm là 49,1, nghĩa là chúng ta đang thấy là cái nền kinh tế Mỹ đang bị thu hẹp. Trong một cái báo cáo tôi đọc hồi chiều hôm nay thì có khảo sát người dân Mỹ thì hồi cách đây 3 tháng thì cái số lượng người tin rằng là nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng và phục hồi thì khoảng gần 70%. Nhưng mà cái số liệu hiện nay mới khảo sát hồi tháng 4 thì là số lượng những người mà tin tưởng vào cái việc kinh tế Mỹ tăng trưởng là chỉ còn có 30% thôi. Ở đây chúng ta cũng nhìn thấy nè, niềm tin tiêu dùng tháng 4 đã trượt xuống 86,9 điểm từ mức tới 118,8 điểm trong tháng 3. Và đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 6 năm nay. Nói chung là niềm tin cho người nó suy giảm rất nghiêm trọng. Ủa, có ai đang vẽ cái hình này vậy ta? Chúng ta qua tiếp anh chị. Apple cho biết là đang trì hoãn việc sản xuất những iPhone hàng đầu của mình vào cuối năm nay, khoảng một tháng trước khi mà đại dịch xảy ra, đã làm suy yếu nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu và làm gián đoạn sản xuất. Theo cái tạp chí Wall Street Journal này đưa tin trích dẫn từ những người quen thuộc với vấn đề này thì báo cáo hôm thứ hai cho biết rằng Apple đã cắt giảm số lượng thiết bị cầm tay mà họ dự định thực hiện trong nửa cuối năm nay lên tới 20%. Có nghĩa là cái Apple cũng dự báo là cái nhu cầu tiêu dùng
vào những cái thiết bị thông minh cũng giống như là điện thoại thông minh sẽ sụt giảm, và họ cũng chủ động để họ cắt giảm bớt cái này, chứ để tránh thừa mứa xong rồi bán ế rồi là phải giảm giá thì nó cũng ảnh hưởng đến cái giá trị của sản phẩm, và điều này cũng cho thấy rằng họ chấp nhận là cái doanh thu của họ sẽ bị ảnh hưởng. Một cái thông tin khác cũng rất là quan trọng, đó là các ngân hàng Hoa Kỳ đang hỗn loạn để giành lấy 310 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho các doanh nghiệp nhỏ mới được chính phủ phát hành ra cái 310 tỷ này. Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ đã mở lại chương trình bảo vệ tiền lương. Hệ thống ngân hàng đã gặp ngay sự cố công nghệ chỉ vài phút sau khi chương trình này được mở lại, bởi vì chương trình này đã không được thiết kế để xử lý một lưu lượng hồ sơ lớn như thế, bởi vì hầu như là ai cũng bay vô để mà mượn và xin tiền từ 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 cái gói này hết. Và điều này cho thấy là rõ ràng là nền kinh tế Mỹ nó đang có nhiều vấn đề, và những cái người khó khăn đang ngày một tăng lên. Cái trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước cũng cho thấy là có gần 4 triệu người nữa đã phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, và tính cho đến bây giờ sau 6 tuần là cái số lượng này nó đã lên tới hơn 30 triệu, hơn 30 triệu nha. Trong khi Mỹ là hai đời tổng thống Mỹ mất 10 năm để tạo ra thêm 24 triệu việc làm, và chỉ mất 1 tháng rưỡi để đưa lên đường hết 30 triệu việc làm. Tôi tạm thời lấy cái dắt này ra bởi vì nó bị ù tai tôi quá. Tháng con số này alo, con số này chỉ tăng nhẹ so với cuối tháng 1 nhưng được dự báo sẽ tăng vọt, mà theo S&P là sẽ vượt ngưỡng 340 tỷ đô vào thời điểm khủng hoảng tài chính lên đỉnh điểm. Các công ty ở mọi ngành đang phải vật lộn để tránh rơi vào tình trạng tái cấu trúc vốn, vỡ nợ, thậm chí là bị phá sản. Và không ít công ty trên đã phải sử dụng hết sản mức tín dụng của mình và cắt giảm mọi chi phí cần thiết. Thật ra đọc cái tin này thấy rất là đáng đáng buồn. Bởi vậy nên chúng ta thấy thị trường chứng khoán Mỹ là và cả thị trường chứng khoán Việt Nam nữa, cái việc mà tăng điểm trong tháng 4 đó nó mang tính chất phục hồi nhiều hơn trong cái bối cảnh mà mọi thứ đi xuống, và có thể là các doanh nghiệp sẽ có cái việc mà phá sản nhanh hơn bình thường. Có nhiều người nói khi kinh tế mở rộng lại thì các doanh nghiệp sẽ phục hồi vân 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 vân, thì tôi nghĩ là cái chuyện đó nó cũng sẽ đúng thôi, nhưng mà nó sẽ có một số cái là cái hướng mà các doanh nghiệp họ bắt đầu mở rộng và họ bắt đầu phải chuyển hướng để mà thích nghi với lại cái tình hình mới. Ví dụ như là người ta sẽ ở nhà nhiều hơn và người ta sẽ cố gắng hạn chế đến cái chỗ đông người chẳng hạn là như thế, hoặc là cái việc mà các doanh nghiệp họ bắt đầu cắt giảm bớt chi phí và thậm chí họ cắt giảm bớt tiền lương, thì khi đó những cái việc tiêu dùng nó sẽ bị ảnh hưởng khá khá là mạnh, nên chúng ta mới nhìn thấy là cái số lượng doanh nghiệp Mỹ bị hạ mức xếp hạng xuống mức vỡ nợ nó tăng vọt là lý do như thế. Boeing cũng cho biết rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng lao động, cắt giảm lực lượng lao động lên tới 160.000 người của mình xuống khoảng 10% nữa. Tiếp tục giảm sản lượng của máy bay Boeing 787 Dreamliner
và cố gắng tăng trưởng thanh khoản thì họ chuẩn bị cho sự phục hồi sản lượng vốn đã bị đẩy lùi mất 2 quý liên tiếp. Chúng ta nhìn giùm tôi số liệu nha, 2 quý liên tiếp có nghĩa là hồi quý 4 năm ngoái đã bị dính rồi, còn cái corona là nó bồi thêm thôi. Có nghĩa là trong trường hợp mà dịch bệnh được kiểm soát và tăng trưởng và các doanh nghiệp hoạt động trở lại đi, thì các doanh nghiệp vẫn còn phải đối mặt với nhiều những vấn đề mà lúc nãy tôi ví dụ cho mọi người, ví dụ như là hương chiến hay là chiến tranh tiền tệ, rồi cuộc chiến công nghệ vân 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 vân, rồi 5G vân vân đó, ví dụ hay. Công ty mẹ IAG của British Airways cũng đã phải cắt giảm tới 12.000 nhân viên trên tổng số 42.000 nhân viên của họ, tương ứng với mức giảm gần 30%. Ghê quá ha, cái tập đoàn này rất là lớn nha. Trợ cấp thất nghiệp của Mỹ thì cái lúc nãy tôi đã đưa cho các anh chị xem rồi, và cái số lượng hiện nay đã tăng lên hơn 30 triệu người phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 1 tháng gửi qua. Và đây là cái số liệu mà tôi nghĩ các anh chị sẽ khá là quan tâm. Đây. Đây là cái bảng cân đối tài chính của Fed, chúng ta nhìn thấy không ạ? Hiện nay chúng ta nhìn cái này là trong giai đoạn khoảng 13 năm nay nè, nó tính luôn cái giai đoạn khủng hoảng mà các anh chị có nhìn thấy cái màu đỏ không? Thì cái giai đoạn khủng hoảng này thì cái bảng cân đối tài chính của Fed đó, nó đã tăng từ dưới 1 trillion, có nghĩa là 1.000 tỷ, nên anh chị dưới 1.000 tỷ mà nó tăng lên trên 3.000 tỷ để giải quyết cái cuộc khủng hoảng đó. Tuy nhiên cho đến tận vừa phút này nha, Fed mặc dù là các anh chị nhìn thấy cái giai đoạn năm 2018 cái xu hướng này nó có giảm đi không, mà cái xu hướng này nó giảm đi là nhờ cái thời điểm đó Fed nó tăng lãi suất trở lại vào thời điểm trước đó, nên anh chị, hoặc là Fed nó tăng lãi suất trở lại đâu đó vào ở trong cái giai đoạn này rồi, cuối năm 2015 cho đến tận đầu năm 2018 thì nó bắt đầu nó hơi chút chút xuống từ từ, tới năm 2018 thì nó chút xuống nhiều hơn. Tuy nhiên tới năm 2019 á, khi mà hương chiến bùng nổ, nó làm cho Fed bắt buộc lại phải nới lỏng tiền tệ lên nữa, và chúng ta thấy cái tục tiền, cái tục bảng cân đối tài chính của Fed này không những không giảm được chút nào hết, mà bây giờ nó đã tăng lên vượt quá 6,5 nghìn tỷ đô, và thậm chí cái dự báo này nó còn cho biết là khả năng cái tục này nó còn phải tăng đến gấp đôi trong cuối năm nay. Ghê quá ha, tăng ở đây trong khi chúng ta nhìn thấy 13 năm trước là nó dưới 1.000 tỷ, vậy mà cuối năm nay dự báo là 12.000, thì chúng ta nghĩ coi là bây giờ cái bảng cân đối này như thế nào và cái cục tiền ở trên thế giới này nó ra làm sao, quá nguy hiểm. Tôi cũng không dám tưởng tượng một ví dụ mà nó bùng nổ thì nó ra làm sao. Tại châu Âu, Hiệp hội ngành công nghiệp cho biết là cách ly xã hội đã tiêu tốn của ngành du lịch Đức 24 tỷ euro, tương đứng với 26 tỷ đô la Mỹ chỉ trong tháng 3 và tháng 4. Hiệp hội kêu gọi sự hỗ trợ từ chính phủ ngay lập tức cho các công ty nhỏ của ngành sẽ khó mà chịu đựng được. Nhiều công ty tại châu Âu cho biết họ không thể thấy được chiều dài và chiều sâu của cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội do dịch bệnh. Họ thậm chí đã phải loại bỏ việc trả tổ chức cho kết quả kinh doanh năm ngoái và đình chỉ tất cả các khoản đầu tư không cần thiết, bao gồm cả tiền mặt, cho bất kỳ những thương vụ M&A tiềm năng nào để bảo vệ tài chính doanh nghiệp khỏi các tác động tiêu cực khác. Các anh chị nên lưu ý là những cái doanh nghiệp mà thông thường khi mà họ muốn mở rộng sản xuất kinh doanh này kia, thì ngoài cái chuyện là họ xây dựng nhà máy xí nghiệp hay gì đời gì đó, thì họ có thể thực hiện những cái thương vụ M&A để họ tiết kiệm cái chi phí. Tôi nói ví dụ họ đã đầu tư sang Lào đi, Campuchia gì đi, thì thay vì họ phải nghiên cứu thị trường rồi họ này kia, rồi họ phải thành lập nhà máy xí nghiệp, rồi họ phải chi nhánh vân vân, thì thay vì làm cái chuyện mất công đó thì họ sẽ mua luôn một cái doanh nghiệp nào đó tương tự ở trong ngành đó, để mà họ chỉ làm một việc duy nhất, đó là họ sẽ đuổi việc cái hàng đứng đầu thôi, rồi sau đó là họ thay cái hàng đứng đầu, và từ đó sẽ theo cái chiến lược của họ, và khi đó cái văn hóa doanh nghiệp đó nó cũng sẽ gần gũi với lại địa phương hơn. Tuy nhiên những cái việc giống như thế này á đã bị nhiều những cái công ty tại châu Âu họ sẽ cắt giảm, thậm chí là những cái thương vụ đã được ký biên bản, nó gọi là ghi ghi nhớ và thậm chí là hứa hẹn, tuy nhiên là họ dẹp hết anh chị, họ đã dẹp hết để họ giữ lại cái tiền đó phòng thủ cho chính mình. Chúng ta nên lưu ý nha, hiện nay toàn thế giới những người giàu và những tổ chức, nhưng mà phải tổ chức lớn cơ, là
thiên về hướng phòng thủ nhiều. Tuy nhiên tôi để ý á, các nhà đầu tư cá nhân và những tổ chức nhỏ thì luôn luôn hỏi tôi một câu, đó chính là bây giờ quất cái gì và múc cái gì để có thể làm giàu trong trong ngắn hạn, thậm chí là chỉ trong vòng một tuần sắp tới. Cái chuyện này á, là rất là khó nha, bởi vì những dòng tiền lớn hiện nay á, là phòng thủ hết, nên nếu mà chúng ta có ý định mà đầu tư lướt sóng kiểu đó thì thật ra cũng được thôi, nhưng mà chúng ta phải lưu ý là chúng ta chỉ nên chích ra một phần, chứ đừng có nên mà all in. Rồi nhiều người còn đang dự định là sẽ vay tiền để mà tất tay luôn. Hôm cuối tuần trước tôi đã đọc một cái bài báo á, là họ cho biết một cái thông tin đó là các nhà đầu tư Trung Quốc, mà chỉ tính riêng Trung Quốc thôi nha, mà bắt đáy giá dầu cái đợt mà giá dầu giảm từ đầu năm đến giờ á, là đã làm cho họ lỗ tới hàng tỷ đô rồi nha anh chị, rất là ghê. Chứ chưa tính những nhà đầu tư từ nơi khác, thì cái con số lỗ đó, tôi chỉ không phải nói riêng giá dầu mà tôi đang nói tình hình chung á. Chúng ta sẽ thấy thêm nhiều cái khác nữa ở khúc sau ạ. Để cứu trợ nền kinh tế, Ngân hàng Trung ương Nhật đã quyết định mua trái phiếu chính phủ không giới hạn. Bây giờ chơi giống Mỹ luôn, là không giới hạn, có nghĩa là đến khi nào kinh tế phục hồi thì thôi, có nghĩa là tiền sẽ được bơm ra li lệ tiếp tục nha. Đồng thời đã tăng mua gấp 3 lần số lượng trái phiếu công ty hương phiếu để hỗ trợ thanh khoản cho các tập đoàn lớn. Có nghĩa là trái phiếu chính phủ thì không giới hạn, còn cái trái phiếu công ty và hương phiếu thì họ không có nói cụ thể, nhưng mà đã tăng mua cái tỷ trọng này cao hơn. Bởi vì thông thường trái phiếu chính phủ độ an toàn của nó sẽ cao hơn trái phiếu công ty và những tài sản khác nha. Chính phủ Nhật cũng đã đề nghị tăng ngân sách hỗ trợ lên tới khoảng gần 240 tỷ đô la Mỹ nữa. Chuyển sang Trung Quốc, đây là một cái thông tin khá quan trọng, là nghe nó có vẻ nó hơi vô duyên, nhưng mà chúng ta để ý nha. À tôi xin lỗi, cái thông tin quan trọng nó nằm ở phía dưới cơ, nhưng mà cái thông tin này chúng ta cũng nên lắng nghe. Trung Quốc ra mắt dịch vụ dựa mạng dịch vụ dựa trên blockchain để sử dụng trong thương mại toàn cầu. Mạng dịch vụ này của Trung Quốc hay còn gọi là BSN hiện đã chính thức có sẵn để sử dụng trong thương mại toàn cầu. Đây là một cơ sở hạ tầng toàn cầu để giúp cho các dự án blockchain tạo và chạy được các ứng dụng mới với chi phí thấp hơn. Nó cũng nhằm mục đích đẩy nhanh sự phát triển của các thành phố thông minh và nền kinh tế kỹ thuật số. China Mobile, China Union Bay và Huobi China cũng đã cùng nhau hợp tác để tạo ra cái mạng này. Ở đây á, cái thông tin này tôi đưa vô để cho chúng ta nhìn thấy rằng á, là hiện nay mọi người và đặc biệt là Trung Quốc, họ đang muốn xây dựng cái hệ thống thương mại, hệ thống kinh tế và cái và các doanh nghiệp theo một cái hướng mới để làm sao để tránh bị ảnh hưởng tiêu cực. Ví dụ giống như là cái vụ hương chiến và Mỹ nó còn đang thăm cái việc là áp thêm thuế, và có thể là sẽ còn áp thêm nhiều cái thứ khác nữa. Có thể chăng là trả đũa cái vụ virus corona cũng có thể ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Trung Quốc, nên họ cố gắng làm sao để tác động này ít nhất có thể, và thậm chí là có thể biến hại thành lợi luôn. Và đây là một trong những cái hành động đó. Chuyển sang thị trường tài chính. Đây là thông tin bữa giờ nhiều người hỏi tôi, lúc nãy cũng có một cái anh chat hỏi đó. Đó là Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã lỗ gồng tỷ lục là gần 50 tỷ đô, 49.75 tỷ trong quý 1, trái với mức lợi nhuận gồng là 21,66 tỷ cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua bị lỗ nha. Thật ra thì cuối năm 2018 nghĩa là họ cũng đã lỗ một lần rồi, nhưng mà cái mức ở đây thì nó lỗ nhiều hơn. Có nhiều người nói tại sao một thiên tài như Warren Buffett lại có thể bị thua lỗ nhiều như thế. Thì tôi nói luôn với các anh chị là thật ra là mức lỗ này lẽ ra còn phải lớn hơn rất nhiều. Theo như tôi tính toán, mức lỗ này có thể làm gấp đôi, có nghĩa là tới 100 tỷ đô lận, nếu mà họ đã không bán ra hầu hết tất cả những tài sản của họ, và đặc biệt là những cổ phiếu blue chip từ 2-3 năm trước rồi. Cho đến giờ phút này nha các anh chị, thì cái tổng cái giá trị tiền mặt của Berkshire Hathaway là khoảng 137,5 tỷ đô. Tuy nhiên tính cho có một số số liệu và một số nhà đầu tư có nhắn tin cho tôi nói rằng là họ rất là vui mừng, bởi vì là Warren Buffett đã mua cổ phiếu vào quý 1 khi mà chứng khoán Mỹ giảm mạnh, nên họ đã có niềm tin mua theo. Nhưng các anh chị có biết không ạ, trong quý 1 vừa qua thì Berkshire Hathaway chỉ mua có 3,5 tỷ đô thôi,
nha. Chúng ta thấy là cái tỷ trọng tiền mặt hiện nay á, đây nè, gần 100 mà là hơn 137 tỷ đô, mà họ chỉ mua có 3,5 tỷ đô trong quý 1 thôi. Chỉ mua 3,5 tỷ đô trong quý 1. Nha anh chị. Và cái số lượng tiền mặt họ đang sở hữu này là tăng gần 10 tỷ so với cuối năm 2019, và thật ra là nó đã tăng tới hàng trăm tỷ nếu mà so với thời điểm cách đây 2 năm trước. Nên hiện nay á, cái tỷ trọng cổ phiếu của họ nắm giữ, tôi không nhớ chính xác con số đó bao nhiêu, nhưng hình như là đâu đó khoảng sắp xỉ quanh quanh đâu đó khoảng 150 tỷ đô. Thì hồi hiện nay họ lỗ là 50 tỷ, có nghĩa là lỗ khoảng 1 phần 3 cái cục đó. Tuy nhiên nếu mà họ không chuyển đổi kịp thời cái số lượng cổ phiếu đó thành tiền mặt thì hiện nay cái cục lỗ đó nó phải nhân lên gấp đôi rồi đó, như chúng ta nhìn thấy cái cục tiền mặt ở ở ở đây nè. Và theo thống kê á, thì cái số lượng mà cổ phiếu họ mua trong vòng 2 năm nay á, là cái tốc độ bán á, thì luôn luôn nhiều gấp 4 lần tốc độ mua nha. Nên vậy có nghĩa là họ ưu tiên bán nhiều hơn. Và trong quý 1 á, nhiều người nói Warren Buffett mua rồi mừng quá, nhưng thực ra chỉ mua rất ít, 3,5 tỷ. Thì nên cái tỷ trọng tiền mặt của ổng còn rất là nhiều, và ổng cũng có nói rằng là cái việc mua vào cổ phiếu hiện nay là chưa. Thì cái quan điểm này cũng trùng với lại cái quan điểm của tôi cũng trùng với quan điểm là đối với dài hạn á, thì cái việc mà chúng ta lấy hết tiền để mà chúng ta all in, để mà chúng ta tẹt ra để chúng ta có thể làm giàu trong chớp mắt, thì theo tôi thấy là chưa nên. Các anh chị có thể chích một phần ra lướt sóng cho vui đỡ buồn, hoặc là để trải nghiệm học hỏi thêm vân 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 vân, hoặc chỉ để đơn giản là chúng ta cần tới một số tiền đầu tư để mà chúng ta gọi là lắng nghe thị trường, ok luôn nha các anh chị, tốt luôn. Nhưng đừng có all in nha, đừng tẹt ra, bởi vì không chỉ riêng là bớt xa Huawei đâu, mà còn rất nhiều những tay khác cũng đang thực hiện cái chiến lược phòng thủ này. Có rất nhiều bìm bịp ở trên Facebook, ở trên KB, nói chung là nhiều group chat họ có nói rằng là chứng khoán tăng trong vài tháng vừa qua, và thậm chí họ chửi những cái người đang bán, thậm chí là chửi những cái đối tượng mà đang gọi là cash is king đó, là tiền mặt là vua đó, là mấy thằng khùng, mấy thằng ngu vân vân vân. Rồi mà tôi nhớ mấy người đó hồi cách đây khoảng 1-2 năm á, hoặc là đầu năm nay á, họ cũng nói là Warren Buffett giữ tiền mặt nhiều như vậy là quá khùng, ổng già quá nên ổng lú lẫn mẹ nó rồi. Tuy nhiên chúng ta nên lưu ý á, là Warren Buffett là ổng bán vào những cái thời điểm tốt á, thì giá nó mới được giá, chứ ổng bán vào thời điểm mà thị trường xuống thì chúng ta nghĩ coi nó có được giá không, nhất là ổng đang giữ một cái tụt tài sản quá bự như vậy, đúng không ạ? Nên vào những cái thời điểm thị trường đang lên chứ. Bởi vì người ta nói ổng sai lầm là bởi vì cái lý do là thị trường chứng khoán Mỹ á, đỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ là vào tháng 2 năm nay, có nghĩa là mới chỉ cách đây có 2 tháng thôi. Nhưng về mặt nguyên tắc, khi chúng ta muốn bán mà chúng ta cứ hình dung là bây giờ các anh chị không phải có 100 triệu đồng trong tay, mà các anh chị có tới 100 tỷ đô la Mỹ, thì chúng ta nghĩ là bây giờ chúng ta bán bao giờ mới hết cái mớ đó. Nên chúng ta nên ổng phải hành động từ lâu rồi nha các anh chị. Đó thì đó là một số bình luận của tôi. Nếu các anh chị nào có câu hỏi nào thì chúng ta có thể chat ở bên cạnh để mà chúng ta hỏi thêm nha. Sau này tôi like bằng cái YouTube thì các anh chị có thể đặt trực tiếp được được luôn. Bây giờ thì chúng ta cũng đặt trực tiếp được ở ở trên Zoom á. Chuyển sang một cái thông tin khác, một công ty sản xuất thiết bị khai thác Bitcoin của Trung Quốc sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Nhà sản xuất thiết bị khai này là EPAM International Holding đã đệ trình chào bán cổ phiếu tại Mỹ trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ. Thì công ty này cho biết họ đang muốn huy động 100 triệu đô trong đợt IPO, với mỗi cổ phiếu phổ thông loại A sẽ tương ứng với cái số tiền là 0.00013 đô. Công ty này có trụ sở tại Trung Quốc cho biết là họ dự định cổ phiếu sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán New York và hoặc là sàn Nasdaq với tới tên mã là Ebon. Đây. Và một cái thông tin nữa là một cái công ty, không phải một công ty mà nhiều, mà một số công ty, nhưng mà công ty này tôi khá là ấn tượng, Repi. Cái này là chắc là chỉ có một số anh chị mới biết thôi, là hãng sản xuất dụng cụ sinh tồn cao cấp và bán những cái gói combo, ví dụ gồm một túi đeo chứa các vật liệu tiện ích, bốn cái mặt nạ N995, và dù chưa hết tháng 3 thì doanh số của công ty này đã tăng tới 5.000% so với tháng 2. Nó ghê quá ha. Có nghĩa là bán đúng cái hàng vào cái thời điểm mà bà con sợ chết nhiều hơn.
Và bản thân CEO công ty này cũng bất ngờ với cái doanh số trên, và họ cũng nói rằng là có vẻ có một cái điều gì đó hái quá, nhưng mà thôi kệ mẹ nó, thì nói chung là chúng tôi bán được hàng thì chúng tôi vẫn vui thôi anh chị đó. Và cũng khá nhiều, mặc dù là nhiều doanh nghiệp khó khăn nha, nhưng mà một số doanh nghiệp có thích ứng được. Ví dụ giống như tôi nói, ví dụ ở Việt Nam có một số doanh nghiệp hồi xưa là nó làm hàng thời trang. Tuy nhiên vì cái vụ dịch bệnh này thì họ vẫn làm hàng thời trang, nhưng mà họ giảm bớt cái đó để họ chuyển sang chủng thời trang luôn rồi, nhưng mà thời trang đồ bảo hộ nha các anh chị, thời trang đồ bảo hộ, đồ phòng hộ và cái khẩu khẩu trang. Tuy nhiên họ làm cũng khá là xịn, họ làm theo cái dạng nó gọi là bán theo combo, và cũng có thể nó gọi là, tại bây giờ cái khẩu trang nó không nhất thiết là phải đeo để bảo vệ sức khỏe nữa, cái đó là một phần thôi, nhưng mà chính vì cái thời buổi mà ai cũng đeo khẩu trang và ai cũng mua những cái đồ phòng hộ kiểu đó, nên nó thiết kế theo những cái dạng là màu mè và mang tính chất thời trang hơn để bán được tốt hơn. Thậm chí là có một cái con bé học trò tôi á, nó có mua cái khẩu trang, nhưng mà tôi khá là bất ngờ, đó là khẩu trang của hãng là LV á các anh chị. LV là sản xuất túi xách rồi đồ thời trang xịn á, thì tôi cũng không biết đồ đó là đồ xịn hay đồ dởm nữa, nhưng mà tôi có nói nó, ủa em mua đồ xịn hay đồ dởm, mày nó nói thầy em mua đồ nước ngoài đến xịn trực tiếp, bởi vì em là khách hàng ruột của LV á. Cái này tôi không rõ nha, tôi nó nói sao thì tôi nói y chang vậy nha, và tôi vẫn chưa tin nha. Nó nói thầy để em sẽ gửi cho thầy năm năm chiếc để thầy xài thử, nhưng mà tại bởi vì là khẩu trang bây giờ thì nó cũng quý quá, nên tôi cũng cảm ơn nó thôi. Nhưng mà ý tôi đang muốn nói á, là những cái doanh nghiệp có cái sự thích nghi tốt nha anh chị, thích nghi tốt và nắm bắt được cái xu hướng thì cải thiện cái doanh số rất là nhiều, hoặc là ngay cả trong trường hợp cái doanh số của họ bị giảm á, thì cái việc mà chuyển đổi này nó đã giúp cho họ vực dậy được cái doanh số trên. Ở đây tôi cũng có một cái đứa bạn nó có làm cái sản phẩm này. Cái này là con bé bạn tôi á, thì nó khá là giỏi và nó cũng đã làm nhiều cái ngành về marketing truyền thông, nói chung là trước giờ làm công ty nhưng mà tranh thủ dịch bệnh và nó làm việc ở nhà nhiều á anh chị, thì bây giờ nó chuyển ra nó làm cái thương hiệu này của riêng nó. Và bạn tôi đã, nhưng mà cái điều rất là bất ngờ nha, có nghĩa là tự nhiên người ta đặt hàng, có nghĩa là giống như ở nhà nhiều á anh chị, và cũng đặt hàng là mua bán online trên mạng đồ gì thì nó cũng làm bằng tay thôi, có nghĩa là những cái đồ thực phẩm trên này là nó làm bằng thủ công, là làm bằng tay, nhưng nên bù lại là thứ nhất là chất lượng và thứ hai nữa là rất là sạch. Nên anh chị ở đây nó ghi là bếp ấm ấm áp như vòng tay của mẹ này. Thì thật ra là hồi lúc đó thì tôi cũng ở nhà tôi cũng phải làm việc ở nhà mà, nên tôi cũng rảnh háng, hay là tôi ngồi tôi cũng bấm bấm máy máy tính thì tôi nhìn thấy cái này, hay là tôi cũng mua đồ tôi ăn thử. Nhưng mà khi mà tôi mua đồ ăn thử thì tôi thấy là nó ngon thiệt các anh chị, và nó cũng nói với tôi là em cũng bất ngờ lắm anh, cái tự nhiên doanh số tăng vọt nha. Cái thấy là cái tôi thấy cũng cũng rất là đã, nên tôi cũng nói là đây cũng là một cái tình huống mà họ đã thích nghi với cái tình hình kinh doanh, khi mà họ cũng đã chuyển hướng sang một cái hướng khác và họ đã đạt được một cái doanh số vượt quá mong đợi. Còn cụ thể như thế nào thì tôi cũng chưa hỏi kỹ. Tuy nhiên á, thì tôi cũng có nói với nó là, ví dụ giống như là anh với bạn anh mua em thì là em bán như thế nào, thì nó có nói với tôi á, là nếu mà anh chị nào mà có chat với nó ở trên cái trang này của nó thì nhớ đọc bát là bạn thầy Khánh nha các anh chị. Thì thật ra các anh chị nói bác là bạn thầy Khánh thì các anh chị cũng chả được giảm một cách nào đâu, nhưng mà các anh chị sẽ được tặng thêm, ví dụ như là sẽ tặng được thêm một cái hộp bánh hay là một cái gì đó mà đi kèm với cái món của các anh chị mua đó, ví dụ vậy đó. Thì đó là tôi lấy một số ví dụ cho các anh chị hình dung. Chuyển sang giá dầu nha các anh chị. EIA cho biết là tồn kho xăng dầu của Mỹ đã sụt giảm bất ngờ, dự trữ dầu đã tăng 9 triệu thùng so với kỳ vọng là tăng tới hơn 11
triệu thùng đã giảm từ mức trung bình cũng mức tăng khoảng 16 triệu thùng trong tuần qua. Dự trữ xăng cũng bất ngờ giảm 3,7 triệu thùng. Thì cái điều này cũng giúp cho giá dầu, như chúng ta thấy là dầu WTI tháng 6 đã có cái thời điểm mà đã vọt lên vượt quá 20 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên có một cái điều khá bất ngờ ở đây tôi cho các anh chị xem nè, cái này là tôi bất ngờ luôn á, tôi chả hiểu nữa. Đây. Các anh chị nhìn thấy đây nè. Các anh chị đang nhìn thấy đây đó chính là dầu WTI, anh chị nó đã, đây là dầu WTI giao tháng 6 nha, thì các anh chị thấy hiện nay nó đang là 21 đô. Nhưng mà chúng ta nhìn giùm tôi cái dầu này nè. Đây là đồ thị 30 phút thôi. Nếu mà tôi lấy đồ thị 1 giờ sao, hoặc là 1 giờ cũng cứ thôi, nhưng mà lấy 30 phút cho các anh chị nhìn nè. Thì các anh chị thấy không? Đây là dầu giao ngay. Và dầu giao ngay các anh chị thấy không? Nó đi hẳn băng luôn, nó nằm ở cái mức là khoảng 7 đô rưỡi tới 8 đô rưỡi, mà nó nằm miết luôn các anh chị, nó nằm miết luôn, nó đi một cái đường hẳn băng luôn. Tôi đích hiểu luôn cái dầu giao ngay là có cái chuyện gì đang diễn ra mà nó lại kỳ cục giống vậy. Tuy nhiên cái việc mà giá dầu phục hồi, đặc biệt là dầu tương lai phục hồi được, là nhờ những cái dự trữ này nó bất ngờ sụt giảm thì anh chị, và những cái nước trong OPEC cộng cũng đã cắt giảm cái sản lượng sớm hơn dự kiến. Đây, đây là một cái thông tin các anh chị là quan tâm nè. Đây, cái vụ mà người già lúc nãy tôi đã hứa các anh chị đây nè. Theo Trend Research, tính đến giữa năm ngoái, hơn 7.300 công ty quản lý tài sản cho các gia tộc nắm giữ gần 6.000 tỷ đô cho biết rằng là sự không sẵn sàng của các gia tộc giàu có hàng đầu với các thỏa thuận tiềm năng là một chỉ báo cho nền kinh tế toàn cầu. Nghĩa là gì? Các số lượng người giàu họ không sẵn sàng móc tiền ra tiêu xài, móc tiền ra đầu tư, mà họ chỉ muốn hủ thôi anh chị. Và cái tổ chức này có nói rằng là đây cũng là một chỉ báo cho nền kinh tế toàn thế giới, bởi vì khi mà người giàu họ không muốn chi xài nữa, họ không muốn chi tiêu nữa, họ không muốn đầu tư nữa, thì chắc chắn là kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Một cái thông tin quan trọng tiếp theo đó là China Daily cho biết đồng nhân dân tệ điện tử đã chính thức được áp dụng vào các hệ thống tiền tệ của mình, thử nghiệm ở một vài thành phố từ tuần này, có nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm nay thứ hai mùng 4 tháng 5 nha. Trong đó một số nhân viên chính phủ thậm chí sẽ được nhận lương dưới hình thức nhân dân tệ điện tử từ tháng 5, có nghĩa là từ hôm nay luôn. China Daily nhận định rằng một loại tiền điện tử có chủ quyền sẽ giảm bớt tác động của bất kỳ biện pháp trừng phạt hoặc đe dọa loại trừ nào ở cấp độ quốc gia và doanh nghiệp. Nên lúc nãy chúng ta thấy cái việc mà Trung Quốc có đưa ra cái mạng toàn cầu kia, với lại cái việc đồng nhân dân tệ điện tử này, thật ra cái đồng nhân dân tệ điện tử này Trung Quốc đã có ý định làm khá lâu, nhưng mà vì một số lý do nào đó họ ngừng, họ hoãn, rồi họ vân 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 vân, thậm chí có một số thời điểm mà họ thậm chí còn định bỏ nữa. Tuy nhiên cái việc mà Mỹ đang muốn áp thuế đối với Trung Quốc, và nhiều nước muốn kiện Trung Quốc về cái vụ virus corona, đã làm Trung Quốc quyết tâm hơn để mà tránh cái tác động về thương mại và kinh tế cho quốc gia của họ. Thì bây giờ cái việc mà đi sâu vào chính trị hoặc là hương chiến á, này thì kia, thì chúng ta sẽ không cần để ý nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ để ý nhiều đến cái túi tiền của chúng ta. Và cái thông tin này cho chúng ta thấy á, là thế giới bắt đầu chuyển sang những cái tài sản nào đó mà tránh bị phụ thuộc vào những nước khác, hoặc là phụ thuộc vào những cái nhóm và những cái công ty mà họ muốn chủ động hơn nha anh chị, họ muốn chủ động hơn trong cái chủ quyền của mình, và chủ động hơn trong cái việc kinh doanh. Thì mà cái đồng nhân dân tệ điện tử này là một trong những cái biện pháp làm chuyện đó. Dĩ nhiên là không thể, một đồng tiền thì nó cũng chưa hẳn để giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhưng đây là một cái động thái mà tôi muốn nói cho anh chị để làm gì ạ? Để chúng ta phải nên lưu tâm đến cái vấn đề này, để sau cái dịch bệnh thì chúng ta có những cái định hướng đầu tư nó chuẩn xác hơn, để mang lại cái giá trị cốt lõi nhiều hơn. Chuyển sang thông tin Việt Nam ạ. Thông tin tích cực là ngân hàng nhà nước đã bơm gồng thêm hơn 10.000 tỷ đồng qua thị trường mở.
Và theo ngân hàng nhà nước thì các ngân hàng thương mại đã hạ lãi suất từ 0,5 cho đến 2,5% cho tới gần 1 triệu tỷ đồng dư nợ hiện hữu và hơn 500.000 tỷ đồng dư nợ mới nha anh chị. Nên đây là một cái thông tin rất là tốt, nhưng mà điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cái doanh số của ngành ngân hàng nha. Tuy nhiên anh chị nhìn kỹ giùm tôi cái dòng màu xanh nè, dù lãi suất cho vay giảm mạnh nhưng tín dụng nửa đầu tháng 4 chỉ tăng có 0,8% so với cuối năm 2019, trong khi đến cuối tháng 3 là đã tăng một, mặc dù tăng 1,3% là cũng tương đối gọi là không nhiều, nhưng mà tháng 4 ít hơn, có nghĩa là gì? Mặc dù lãi suất thấp, tiền được bơm ra, nhưng thật sự những người vay mượn cũng không quá mặn mà trong cái việc vay mượn nha anh chị. Một cái thông tin khác cũng tích cực luôn là tính cho đến 4 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 84.000 tỷ đồng, tương ứng với lại 18% kế hoạch năm và đã tăng gần 13% so với cùng kỳ. Thì cái thông tin này cũng cho thấy rằng là cái việc đầu tư công ở đây rất quan trọng, bởi vì nó giống như là một cái bệ đỡ và một cái nó gọi là vốn mồi để thúc đẩy cho kinh tế. Bởi vì đầu tư công nó tăng lên nó thì những cái thành phần kinh tế khác, những doanh nghiệp rồi doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực và người dân họ sẽ đầu tư kinh doanh nhiều hơn trở lại trong thời gian tới. Dĩ nhiên đây chỉ là một trong những biện pháp, nó phải làm một gói các giải pháp cơ, nhưng ở điều này cũng cho thấy đây là một cái thông tin tích cực. Tuy nhiên chuyển sang cái thông tin tiêu cực. Đây, dòng vốn ngoại vào Việt Nam giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tổng số vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và vốn và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm là đạt hơn 12 tỷ đô, bằng gần 85% so với cùng kỳ, có nghĩa là đây là cái mức giảm nha, chỉ bằng có 85% thôi. Báo cáo nói rằng có 984 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng số vốn thì đạt 6,78 tỷ, giảm 9,1% về số dự án và tăng 27% về số vốn đăng ký, nói chung là sụt giảm. Mặc dù số lượng góp vốn mua cổ phần tăng, song quy mô góp vốn nhỏ, bình quân chỉ có 0,77 triệu đô la Mỹ một lượt góp vốn, nhỏ hơn rất nhiều so với bình quân cùng kỳ. Các anh chị đọc kỹ giùm tôi chỗ này nha. Tại sao ạ? Cái điều này cho thấy là hiếu vắng bóng của những nhà đầu tư lớn, những tay to, mà chủ yếu cái này là nhỏ lẻ. Mà nhỏ lẻ ở đây thứ nhất là đầu tư và thứ hai là đầu cơ, nên khả năng là những cái dòng vốn kiểu này thì thường nó sẽ có xu hướng không bền vững nhiều. Cơ cấu giá trị trong tổng vốn đầu tư đăng ký giảm đáng kể so với cùng kỳ, từ 48,9% trong 4 tháng đầu 2019 chỉ còn tới 20,1% trong 4 tháng đầu năm 2020. Và một cái số liệu tiêu cực tiếp theo nữa mới công bố hồi chiều nay, đó là PMI tháng 4 đã giảm hơn 9 điểm so với tháng trước, chỉ còn có 32,7 điểm, có nghĩa là tháng trước chỉ hơn 40 điểm, và đây là mức thấp kỷ lục và đây là mức thấp nhất trong lịch sử, bởi vì cái chỉ số này mới được khảo sát 9 năm nay thôi. Và chúng ta nhìn nè, nó ngày càng lao dốc. Hồi tháng trước là nó toàn được trên 40, còn bây giờ thì nó chỉ còn có trên 30 một chút thôi. BMI mà nằm dưới 50 thì chúng ta biết rồi, kinh tế bị thu hẹp, và đây là không những mà nằm dưới 50 mà nó còn dưới rất là sâu luôn. Chuyển qua thông tin trên thị trường tài chính nè. Tính cho đến cuối năm 2019, tổng số tiền mà các công ty có cổ phiếu giao dịch tại ba sàn chứng khoán Việt Nam nắm giữ là trên 500.000 tỷ đồng, trong đó 71 doanh nghiệp sở hữu lượng tiền lớn hơn 1.000 tỷ. Không tính các doanh nghiệp bảo hiểm, chứng khoán và ngân hàng nha, bởi vì do cái này là ngành đặc thù. Số liệu tiền mặt, tôi nói ví dụ như tại sao không tính là ngân hàng đi, bởi vì ngân hàng tôi nói ví dụ như là họ có huy động vô nữa, nên nếu mà mình tính cái tỷ lệ tiền mặt này của họ thì nó không có hợp lý lắm, bởi vì đơn giản là cái tiền này là tiền họ huy động vô, có nghĩa là không phải tiền của họ. Bảo hiểm cũng vậy, khi các anh chị mua bảo hiểm thì dĩ nhiên đây là tiền vừa là của các anh chị mà cũng là vừa là của họ, nhưng mà cái tiền này cái mục đích
của nó là sử dụng cho những cái dịch vụ bảo hiểm sức khỏe, rồi Luôn đúng. bảo hiểm rủi ro kinh doanh vân 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 vân. Nên cái những cái ngành đặc thù hay cái kiểu này, hoặc là chứng khoán vậy, ví dụ chúng ta sử dụng cái tiền margin vay ở trên thị trường, hoặc là chúng ta nộp tiền vô trong công ty chứng khoán để đầu tư, thì cái này cũng là tiền mặt. Nhưng mà tiền mặt này lại không phải của công ty chứng khoán, mà đây là tiền của các anh chị, nên họ loại những thằng này ra. Thì số liệu tiền mặt ở đây được tính là trên lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền cộng với các khoản đầu tư nắm giữ cho đến ngày đáo hạn. Thì trong top 10 vua tiền mặt đã nắm giữ hơn 150.000 tỷ đồng, xấp xỉ 35% lượng tiền mặt của toàn khối doanh nghiệp ở trên sàn chứng khoán Việt Nam. Đây chúng ta có thể coi, đây là 10 hàng có tiền trực tiếp nhiều nhất đây. ACB đứng đầu nè. Cái màu xanh đó là tiền và các khoản tương đương tiền, còn màu cam là đầu tư nắm giữ cho đến ngày đáo hạn. Đây. Đây là 10 hàng. Một cái thông tin khác nữa đó chính là tiền tôi xin lỗi, đây không phải là thông tin khác, nó trùng trùng với cái thông tin trên luôn. Bởi vì chính vì cái có cái lượng tiền nhiều như vậy á, nên anh chị coi nè, khi mà họ gửi ngân hàng nè, thì đây là cái lãi khủng, đây là cái màu vàng đó là tổng số lượng tiền họ gửi ngân hàng, còn cái màu xanh đó là lãi tiền gửi. Thì chúng ta nhìn thấy á, ví dụ như là tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV này, thì tổng cái số lượng tiền họ gửi là khoảng 30.000 tỷ đi, và cái tiền lãi của họ lên tới 1.800 tỷ lần đó. Trong đó thì Vingroup và Viettel Global có nợ vay nhiều hơn số lượng tiền mặt, có nghĩa là tiền thì rất nhiều nhưng mà nợ cũng như như chúa chởm luôn. Và tổng công ty máy và động lực VAR có tiền mặt gấp tới 65 lần nợ vay, hoặc là Sapeco thì có gấp 16 lần đó, ví dụ vậy. Đây một số hàng tiền mặt nhiều nhưng mà nợ cũng rất nhiều, nhưng mà một số hàng như là VAR hoặc là SAB á, thì tiền nhiều nhưng mà nợ thì rất ít. Và cái thông tin cuối tuần đó chính là nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 14 tuần liên tiếp trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đang đối diện tới tuần thứ 15, nghĩa là tuần này họ bán nữa là đủ 15 tuần luôn. Tôi cũng nói luôn với các anh chị là tự doanh của các công ty chứng khoán và các tổ chức Việt Nam họ cũng đã bán ròng 5 tuần liên tiếp nha các anh chị. Đó là cái thông tin của mình trong ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần nhận định thị trường. Các anh chị ở đây lâu thì chúng ta cũng biết rồi, đặc biệt là mấy anh chị ở trên group của tôi, thì chúng ta nhìn thấy đây. Cái đường trendline này tôi vẽ cũng được cỡ 2 tuần rồi, và chúng ta thấy là cái kháng cự này thị trường chưa vượt qua được. Có một cái tin khá xấu ngày hôm nay, đó là chúng ta nhìn nhìn kỹ giùm tôi nha anh chị, tôi coi phóng lớn là được không. Đây chúng ta nhìn giùm tôi nè, ngày hôm nay là cái ngày mà index nó đã đóng cửa 962 điểm, chúng ta thấy không. Tuy nhiên á, cái đường MA 20 kỳ trong Bollinger Band ở đây nè các anh chị, nó là 964 điểm, có nghĩa là ngày hôm nay thị trường chính thức đóng cửa dưới đường này. Thật ra thì khi nó không vượt qua được cái kháng cự ở trên, và hôm bữa tôi có nói với các anh chị là dòng tiền đang có xu hướng bị âm á anh chị, và chúng ta thấy trong suốt 2 tuần liên tiếp á, là dù giá nó lên nó xuống nhưng mà đã không thể vượt qua được cái kháng cự này. Cái việc hôm nay đóng cửa dưới cái đường 20 kỳ đó là một cái tín hiệu xấu đầu tiên. Nếu mà giá nó còn chui mẹ nó xuống luôn dưới 750 điểm các anh chị, thì khi đó cái vùng đáy của nó ở cái vùng cũ ở đây là các anh chị, cái vùng chỗ 650 điểm, khả năng là nó sẽ về lại đó lần nữa nếu cái mức 750 điểm này không giữ vững được nha các anh chị. Thì đó là cái nhận định của tôi về thị trường. Sau đây thì chúng ta có câu hỏi nào mà thì các anh chị có thể đặt câu hỏi. Tranh thủ lúc nãy tôi cho các anh chị xem cái bếp ấm này của đứa đứa bạn tôi chưa cho, đây là cái thực đơn của nó nha. Đây các anh chị nhớ
Nhớ đọc password là bạn bạn Hải Khánh nha, thì các anh chị sẽ không được giảm một cách nào hết, nhưng nó sẽ tặng thêm cho các anh chị nha, có thể là một phần hay là một cái gì đó thì tôi chưa biết. Nhớ đọc bát bạn Hải Khánh nha, đặc biệt là bạn Hạnh á, không biết Hạnh năm nay có ở trên này không. Hạnh là lúc nào cũng hay cà khịa tôi dữ lắm, không biết hôm nay có trên kia không. Rồi cho anh chị câu hỏi nào mà các bạn Trần Hạnh hỏi xin nhận định về xu hướng giá vàng ngắn và trung hạn dài hạn của vàng. Hiện vàng đã điều chỉnh vào 1.700 vàng miếng, giá tương đương với vàng thế giới rồi, giờ có mua vàng miếng nắm giữ được không, phân tích cơ bản và chart mua được không? Nói chung á, vào cái thời điểm này hỏi thì dĩ nhiên tôi vẫn sẽ trả lời thôi, nhưng nếu bạn có theo dõi cái xu hướng và theo dõi những cái nhận định ở về giá vàng ở trên Facebook hoặc là trên YouTube hoặc là ở trong group á, thì lẽ ra chúng ta phải mua từ rất là lâu rồi. Chính xác ra lúc mà cái nhận định đầu tiên của tôi là từ năm 2017 cơ, nhưng mà chính thức mà tôi nói mọi người nên để ý nhiều đó là vào năm 2018. Còn bây giờ hỏi có nên mua được không thì vẫn được, nhưng mà bạn nên lưu ý như sau. Rất đơn giản thôi, đó chính là chúng ta sẽ đợi xu hướng điều chỉnh giảm thì chúng ta mới mua nha các anh chị, không có đu heo, bởi vì đu heo thì nó sẽ đẩy cái chênh lệch lên rất là cao, và đây là tôi đang muốn nói cho vàng vật chất thôi. Còn nếu mà các anh chị nào đánh FX đó thì chúng ta phải tính theo kiểu khác nha. Thì giá vàng hiện nay trong cái việc điều chỉnh á, thì tôi kỳ vọng nó có thể về 1.600, và tôi cũng cùng quan điểm với lại cái thằng dự báo giá vàng hôm trước, hình như là Bank of America phải là lên gấp đôi cái giá hiện nay, là tôi nghĩ là vượt cái 3.000 đô trong vòng 18 tháng tới á. Tuy nhiên á, các anh chị nên lưu ý là nếu mà giá vàng không gớt về dưới 1.680 đô thêm một lần nữa thì khi đó mất 1.600 sẽ không gớt được đâu, là sẽ không có đâu, có nghĩa là nó sẽ phải đi luôn á. Nên các anh chị nên lưu ý là nếu mà giá mà không mất 1.680 thì các anh chị mua luôn, không cần phải đợi nữa nha. Còn ví dụ mà các anh chị thấy nó mất 1.680 điểm và nó nằm ở dưới đó khoảng từ 1 tới 3 ngày thì khi đó mục tiêu nó có thể về 1.600, thậm chí có thể dưới đó một tí, thì khi đó chúng ta sẽ giải ngân mạnh hơn nha. Còn nếu mà nó không mất cái mức đó thì chúng ta có thể mua luôn, nhưng mà lưu ý rằng là mua vào những cái phiên nó điều chỉnh thôi chứ không nên mua đuổi theo. Rồi mà một bạn hỏi về Vinamilk à. Một bạn hỏi Vinamilk. Vinamilk tôi thấy hơi bị âm tiền rồi. Các anh chị nên lưu ý là nếu mà nó mất 95 là toi mạng luôn. Hiện nay là đã hơi toi rồi đó các anh chị, nó đã hơi toi rồi bởi vì nó hơi âm tiền rồi. Tuy nhiên trong trường hợp mà nó bật lên á, thì cũng không phải là cơ hội cho chúng ta đâu nha, mà không phải là cơ hội mua cho chúng ta đâu, mà cái việc nó bật lên nó là cơ hội bán. Nói chung con này á, những người mua mới là không nên mua, còn những người đang có thì có hai ý như sau: thứ nhất là bật lên bán, thứ hai là nếu nó không bật được mà mất 95.000 thì các anh chị bán luôn. Một bạn hỏi là tư vấn giúp em một mã dầu khí sáng giá nhất để giữ dài hạn. Câu trả lời là không nên mua mã dầu khí nào nha bạn. Tôi không thấy mã nào mà sáng sáng sủa trong lúc này hết. BVGAS, CNG, rồi BVD, rồi BVS gì tôi không thấy. Trừ trường hợp bạn đầu tư ngắn hạn thì có thể chơi một hai cái cho vui thôi. Nhưng mà để một mã để giữ dài hạn thì không. Tôi không thấy mã nào hết. Trừ một chuyện đó là sau này ví dụ như là dòng tiền nó có vô lại thì khi đó tôi sẽ xem lại, nhưng hiện nay là chưa thấy gì hết nha bạn. VCG. VCG đang đi lên dùng kháng cự, hơi bị âm tiền rồi, các anh chị không nên mua nữa nha. Con này không nên mua mới, chỉ có tranh bán thôi.
Bạn Ngân hỏi là BV Power hôm nay đụng kháng cự bị bán ra, em nên đợi đến khi nào đảo chiều lên 13.000 được không? Nếu đợi thì đợi qua tháng sale in May hay lâu hơn? BV Power. Đúng rồi, kháng cự của nó là 10, 10, 11, đúng luôn. Để tôi coi thử nha. Bây giờ vậy nè, nếu mà bạn chưa bán kịp á, thì bạn có thể hủ cho tôi 9.500. Đây tôi coi đúng 9.500, 9.000, dưới 9.500. Nếu mà nó không mất 9.500 thì bạn sẽ giữ tiếp, còn nếu nó mất thì bạn bán luôn, còn không thì nó sẽ có cây hồi, có thể có cây hồi trong tuần này thì bạn đợi bật lên bán. Còn cái chuyện giá 13 hả, tôi nghĩ là không được. Giá 13 nổi không? À, bây giờ nếu mà muốn vượt 13, để tôi coi nó lên đảo chiều lên 13. Bây giờ nếu mà nó muốn qua được, lên được 13 thì nó phải vượt được 11 nha bạn. Nó phải qua được 11 thì nó mới có kỳ vọng lên đó, nhưng mà khi đó nó vượt được 11 thì mục tiêu của nó sẽ là 13 và 15.5. Nha bạn. Bạn Nam Trần hỏi Vinhome. À, không được luôn nha, không được. Con này bật lên để bán thôi. KLF. Bạn vô danh hỏi KLF. KLF hôm nay giảm giá sàn nhưng mà ngày mai nó sẽ đụng vào hỗ trợ nha các anh chị. Ngày mai hỗ trợ của nó là 1.900, 2.000, 1.95 cho đến 2.05 á, là vùng hỗ trợ của nó. Nên nếu mà những anh chị nào định bán á, thì phải coi cái hỗ trợ này nó có bị mất không đã nha các anh chị, chứ không nên quất liền đâu các anh chị, không có nên. Bạn Tâm hỏi HBC. Ồ, kháng cự con này khá là mạnh, nó đã đụng nó 3 lần trong một tháng này mà chưa vượt qua được 8.000 tới 8.500 nha bạn. Nên bỏ luôn con này. LBB, con này là Liên Việt Bót Băng đúng không ạ? Con này không xấu nhưng cũng không tốt, theo tôi nó sẽ có xu hướng tích lũy nhiều hơn. Xu hướng tích lũy nó sẽ nằm đâu đó từ vùng 6.500 tới 7.500 nha. Nếu mà bạn muốn lướt sóng thì nhớ canh vùng này. Nó chứ toàn triển vọng tăng mạnh mà tôi thấy không có đó. Nếu giả sử vì một lý do đó nó tăng rất mạnh vượt qua 8.000, 8.500 hoặc lên sát 9.000 thì bạn có thể bán luôn không cần hỏi, bởi vì lúc đó nó là kháng cự rất mạnh luôn rồi. VIP con này cũng rất yếu luôn các anh chị lưu ý nha, con này hiện nay nó bị âm tiền trung hạn luôn rồi chứ không phải là âm tiền ngắn hạn nữa. Hiện nay nó có một cái hỗ trợ 14.000. Nếu anh chị nào giữ thì muốn giữ dài hạn thì các anh chị giữ, nhưng với điều kiện không mất 14, nhưng mà theo tôi không nên giữ dài hạn đâu, bởi vì con này nó trong dài hạn cũng khó lên được nhiều lắm, chúng ta giữ nó sẽ rất là mất công nha anh chị. Nhưng mà một khi mất 14 thì bán luôn nha, nếu mà giả sử những anh chị nào vẫn kiên quyết giữ. DGC. DGC ok các anh chị, mục tiêu theo tôi thấy nó có thể lên được khoảng 22.000 quanh đó, có thể dưới đó một chút là 21.5 hoặc trên đó một chút là khoảng 23. Các anh chị nói chung là quanh vùng 22. DGC vẫn con này là vẫn ok nha. DHC. Con này nó hơi kỳ nha. Con này có kháng cự 40 nha. Con này có kháng cự 40 nhưng cũng có thể là nó sẽ bán sớm, nhưng mà các anh chị cứ giữ thôi. Các anh chị lưu ý là cứ giữ con này với một điều kiện không mất 36 thì chúng ta cứ giữ tiếp nha anh chị. Tuy nhiên nếu không mất 36 mà nó giọt lên vượt quá 40 thì bán luôn nha anh chị. Bạn Trương Quang Vĩ hỏi là Bitcoin có nên mua lúc này không? Anh nhận định thế nào? Ok, theo tôi thấy là Bitcoin là ok, các anh chị xu hướng của nó là ok, nhưng xu hướng của nó sẽ ok hơn trong trường hợp này nè, nghĩa là nó vượt được 10.500. Ngày 12 tháng 5 sắp tới là có cái đợt halving mới nhất của nó,
thì nếu mà Bitcoin nó trụ vững được cái đợt halving này, thậm chí nó giảm luôn cũng không sao, nhưng lúc mà nó điều chỉnh giảm và nó có thể phục hồi được và nó trụ vững được trên 10.500, thì khi đó là nó sẽ có thể bước vào xu hướng tăng dài hạn luôn. Tuy nhiên lưu ý rằng là khả năng trong đợt này Bitcoin nó sẽ chỉ mang tính chất gọi là dẫn dắt yếu hơn, có nghĩa là khả năng là với cái thời thế hệ 4.0 hiện nay thì Bitcoin có thể nó sẽ xuống thứ yếu, có nghĩa là mức tăng của nó so với thị trường sẽ yếu hơn. Cái dự báo này của tôi có thể nó sẽ hơi sớm, tôi nghĩ là ít nhất cũng phải 6 tháng nữa. Bởi vì cái lý do là giống như cái đợt hồi cuối tuần trước, hồi tuần trước khi mà đồng Bitcoin tăng mạnh á, thì có nhiều người có than phiền với tôi là họ chuyển tiền về ví không là không được, nó bị là mắc kẹt. Thật ra không phải nó mắc kẹt anh chị, mà khi thị trường nóng á, bà con giao dịch nhiều á, thì khi đó những cái hàng mining á, là những cái hàng khai thác mỏ là nó những cái hàng khai thác mỏ là nó phải ưu tiên giải quyết những cái người trả phí cao, và những cái người trả phí thấp thì nó giải quyết chậm hơn. Và thêm nữa do cái bộ đệm của Bitcoin nó chỉ có một mê thôi, nên chính vì vậy nên khi mà những cái người giao dịch tăng lên á, là cái xử lý nó sẽ bị chuyển sang chậm hơn. Nhiều người than phiền với tôi là họ mất tới 48 tiếng cho đến 72 tiếng để có thể tiền về ví, trong khi những đồng khác nó chỉ mất có vài giây thôi nha anh chị. Nên có thể là sắp tới nó sẽ không còn được thịnh nữa, bởi vì lý do là công nghệ cũ. Dĩ nhiên nó vẫn là một trong những cái hàng là dẫn dắt, nhưng mà cái mức độ, tôi đang muốn nói là mức độ của nó có thể là giảm đi nha các anh chị. Nên có thể là chúng ta nên chú ý những cái hàng altcoin, có thể là chú ý từ bây giờ, nhưng altcoin thì có cái khả năng lừa đảo rất là cao nha. Nên chúng ta chỉ nên tập trung vô những hàng altcoin nằm ở trong top 100 thôi. Một bạn hỏi coi VGE Vincom Retail, con này mua không được luôn nha các anh chị, không nên mua nha. TDM hơi đụng kháng cự nhưng mà tôi thấy nó vẫn còn giữ được. Tạm thời vậy nè các anh chị, tôi đang thủ con này ở mức 19.8, dưới 19.8. Nên nếu nó không mất mức đó thì các anh chị giữ tiếp nha. Mục tiêu nó có thể lên được khoảng 23.5 và sau đó là 26.5 nếu nó giữ được cái vùng hỗ trợ 19.5, 19.8. Bạn Phong hỏi FGT. FGT là nó đang bị âm tiền, nhưng mà tin tốt là nó đang chạm hỗ trợ của nó khoảng 18.5 cho đến 19.000, nên chạm đó nó sẽ bật lên nha các anh chị. Nên khi đó em có thể đợi nó bật lên rồi em bán đi ghi quật, nhưng mà cái con đó là không nên mua mới các anh chị, chỉ canh bán thôi. Đi ghi quật mục tiêu của nó có thể lên 26.5 của chiếc mẹ, hôm nay lên 26.5 luôn rồi đó. Hôm nay lên 26.5 bị tụi nó sút nè. Đúng rồi, 26.5. Này lên đúng 26.5 không? 26.45 luôn nè, cao nhất tụi nó 26.45 nè. Nếu mà nó không vượt qua được 26.5 thì chúng ta nhớ bán liền nha các anh chị. ANV. ANV đang đi về hỗ trợ của ANV khoảng 15.5, 16 là các anh chị, nhưng mà bật lên cũng bán luôn, bởi vì con này đang bị âm tiền nhẹ. Có thể bữa sau nó dương tiền nhá, bởi vì là tôi thấy cái mức này âm hơi nhẹ hơn nên nó có thể đảo chiều được, nhưng tạm thời âm thì chúng ta vẫn phải thấy nó, vẫn phải cẩn thận nó. Bạn Tiluti không biết tên gì luôn mà hỏi BVD đụng hỗ trợ đang bật lên. Con này lưu ý nha, theo tôi thấy bật lên nhưng mà bật lên để bán nhiều hơn. Nếu mà nó có giá 10.000 hoặc trên đó thì bán luôn ngay lập tức nha các anh chị, bán liền. Bởi vì con này dòng tiền yếu rồi, có dấu hiệu bán luôn anh chị, có dấu hiệu bán luôn nên bật lên để bán thôi, còn mua mới là không được. BVS tương tự như BVD nhưng khá hơn. Con này thì khả năng không lên mạnh nhưng cũng không xuống mạnh, khả năng nó sẽ nằm ở trong cái biên độ khoảng từ 11.000, 10.5, tệ nhất là 10.5 cho đến khoảng
12.5 đó, khoảng đó thôi, thì chúng ta tranh chỗ đó thôi để lướt sóng thôi. Bạn Tâm Nguyễn hỏi là hôm qua tôi tham dự training của anh Khánh với anh Quốc Khánh về phân tích dòng tiền, nếu cụ thể nhờ anh Khánh nói qua phương pháp này và cho em xin nguồn thông tin để học thêm. Phương pháp thì có, phương pháp thì không phải nào nó trong vài phút để mà nói với bạn được, bởi vì mọi người ở đây có học cái phương pháp đó cũng phải mất mấy ngày, nhưng cái việc mà học xong cái đó xong đó là mọi người phải mọi người có được ép cho một cái group là group dòng tiền để mà trau dồi, thậm chí là trau dồi cái đó là suốt đời á. Còn cái việc học mấy ngày đó chỉ mang tính chất là lý thuyết thôi. Nếu mà bạn vẫn muốn hỏi thì tôi xin nói tóm tắt như sau: phân tích dòng tiền thì nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất thôi, đó là nó phát hiện tiền vô hay tiền ra. Tiền vô nhiều thì giá sẽ lên và tiền ra thì giá sẽ rớt. Tuy nhiên bạn lưu ý nha, phương pháp phân tích dòng tiền là nó phân tích dòng tiền thị trường chứ không phải là phân tích dòng tiền doanh nghiệp nha. Hai dòng tiền đó là khác nhau, bởi vì có nhiều doanh nghiệp kinh doanh rất tốt, dòng tiền rất xịn nhưng giá vẫn rớt, bởi vì đó là dòng tiền doanh nghiệp thôi. Còn dòng tiền thị trường thì nó sẽ rất là theo thị trường anh chị đó. Thì mục tiêu của nó chỉ đơn giản thôi, thì khi đó người ta sẽ nói nó là dương tiền hay âm tiền. Dương tiền là tiền vô nhiều hơn tiền ra, còn âm tiền là tiền ra nhiều hơn tiền vô. Tuy nhiên dương tiền nó cũng phải có mạnh yếu. Tuy nhiên cái mạnh yếu ở đây bạn phải lưu ý nữa là nó sẽ phải liên quan đến cái mức độ, nó gọi là ví dụ dòng tiền rất mạnh, dòng tiền dương rất mạnh, giống như tôi nói ví dụ như là hay gì nó là một cái trái banh đang bay tới thì nó là một viên đạn, nghĩa là dòng tiền dương mạnh. Dĩ nhiên viên đạn thì nó mạnh hơn là trái banh. Tuy nhiên nếu mà cái viên đạn đó không phải đạn súng lục mà đạn súng đại bác đó, thì có nghĩa là cái dòng tiền đó nó cực mạnh luôn. Tuy nhiên bạn phải lưu ý đó là cái viên đạn đó nó bắn về phía nào, về hướng nào. Ví dụ như là trong trường hợp nó bắn lên thì đó là kháng cự và bắn xuống thì nó là hỗ trợ. Tuy nhiên nếu mà ở trên của nó, cái kháng cự của nó, nếu mà bạn dùng trái banh bóng bàn, bạn dùng trái banh bạn chọi, thì nếu mà cái kháng cự đó nó chỉ là một tờ giấy thôi thì bạn xuyên qua được. Tuy nhiên nếu kháng cự đó là một tấm gỗ đi thì cái banh đó không xuyên qua được mà bạn phải sử dụng đạn súng lục. Có nghĩa là gì? Cái sức mạnh của giá đó bạn phải tính luôn là cái vùng bệ đỡ của thị trường nó mạnh hay yếu. Nếu mà trong trường hợp như là kháng cự mạnh, tôi xin lỗi, dòng tiền mạnh nhưng mà vùng kháng cự hoặc là vùng hỗ trợ mạnh hơn thì khi đó giá cũng không thể xuyên qua được. Nó gần giống như cái vụ giá dầu á, nhiều người hỏi là ủa tại sao là sản lượng dầu giảm liên tục, các tổ chức cắt giảm dầu giảm liên tục nhưng mà tại sao giá vẫn giảm? Đúng thiệt là sản lượng thì giảm nhưng nhu cầu giảm còn mạnh hơn, thì cái này nó cũng tương tự như thế nha bạn. Thì cái đó là tôi nói sơ bộ. Bạn Trần Bình hỏi thế giới di động. Thế giới di động em nhìn nè, cái này nó chạm cái kháng cự nè, em nhìn thấy không? Chạm cái đường màu đỏ mà tôi đang vẽ đó, nó chạm cái kháng cự và nó rớt xuống, bị âm tiền luôn. Nhưng mà tin tốt là nó chuẩn bị đụng hỗ trợ bật lên, nhưng mà cái hỗ trợ bật lên này em cũng nên canh bán nhiều hơn nha em. Em cũng nên tranh bán nhiều hơn. Cái hỗ trợ của nó hiện nay đang dùng khoảng 75.000 đó, khoảng 75. LSS. LSS đụng kháng cự luôn em. Em nhìn thấy nè, nó đụng đó nè, em có thể nhìn tạm cái đường màu xanh thôi. Đây nè. Đó, em nhìn thấy nó không vượt qua được luôn. Chưa sử dụng những cái gì gọi là ghê gớm hết, chỉ nhìn sơ bộ cái kháng cự này thôi là chúng ta thấy nè. Đó. Ok, các anh chị nào có câu hỏi nào mà bạn Tâm còn muốn tìm hiểu thêm hoặc là muốn học về cái phương pháp đó nữa, thì nếu mà bạn chỉ cần xin tài liệu thôi thì bạn liên hệ với bạn Tân ở trong group nha. Bạn Tân có thể gửi bạn Tân Tân Vĩnh Huỳnh á các anh chị, mà bạn Vinh, mà Tân Vinh nha, bạn thì bạn liên hệ với bạn Vinh nha để xin bạn ấy cái tài liệu. Nhưng mà thật ra thì cái tài liệu thì tôi viết nó cũng rất là chuối, bởi vì một cái trang slide tôi có thể nói mất một tiếng đồng hồ luôn, nên nhiều khi nó sẽ hơi khó trong cái việc là đọc cái tài liệu á. Nhưng mà nếu bạn vẫn muốn xin thì bạn cứ xin bạn Vinh nha, bạn Vinh vừa mới chat á nha, thì bạn xin bạn Vinh cái tài liệu đó để bạn Vinh gửi tài liệu cho bạn.
đó. Nhưng mà nếu mà có điều kiện thì bạn nên đi học về phân tích dòng tiền, nó sẽ tốt hơn. À, bạn Vi Võ hỏi tiền nhân dân tệ kỹ thuật số có tin chạy được không, mua được không thầy? Thì tôi nói luôn là thứ nhất hiện nay á, độ tin cậy á, thì chắc chắn là rất cao, bởi vì nó sẽ được đảm bảo bởi chính phủ Trung Quốc và ngân hàng nhân dân Trung Quốc. À, tuy nhiên á, cái nhân dân tệ này á, thì có thể là không cần mua, bởi vì nhân dân tệ này nó sẽ là stable coin nha anh chị. Thì có thể là stable coin á, là nó là một cái đồng tiền cố định vào. Tôi lại để tôi share cho các anh chị xem. Đây, bạn nhìn cho tôi cái hàng đứng thứ tư nè, này là USDT, đô la Mỹ kỹ thuật số. Đây, đô la Mỹ kỹ thuật số. Và cái stable coin có nghĩa là nó sẽ cố định với một cái sản phẩm gốc. Ví dụ giống như là hồi xưa nó có bảng vị vàng á, thì ở đây nó bảng vị bằng đồng đô la, nên cái này cái tỷ giá nó luôn luôn là 1:1 nha. Nên nó chỉ, nếu mà trong trường hợp nó tăng thì nó chỉ chờ tăng 0.01, hoặc nó giảm thì nó cũng chỉ giảm 0.01 thôi. Thì đồng nhân dân tệ kỹ thuật số ở đây thực chất nó cũng là stable coin, có nghĩa là nó cũng sẽ được cố định với đồng nhân dân tệ, nên bạn mua thực chất bạn sẽ không có lời đâu. Nó chỉ sử dụng để xài thanh toán này nọ thôi. Đó, và nó giao dịch cho nó thuận tiện thôi, chứ 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 không phải là dạng mua để đầu tư nha bạn. Nó cũng giống như cái đồng đô la Mỹ kỹ thuật số đồng thứ tư nè. Trong 100 đồng này, trong 100 đồng đô la Mỹ kỹ thuật số hả? À, tôi xin lỗi, trong 100 đồng tiền kỹ thuật số này hay đô la Mỹ kỹ thuật số trong này chắc nó phải cỡ cỡ 4 đồng luôn á. Ok, rồi các anh chị có hỏi gì nữa không ạ? Rồi anh chị nào không hỏi gì nữa thì chúng ta kết thúc ngày hôm nay nha. Các anh chị lưu ý giùm tôi nha, là hôm nay là buổi cuối cùng của mình nha các anh chị. Thứ hai tuần sau thì chúng ta không có vô bằng Zoom được nữa. À, chúng ta sẽ phải, mà một là chúng ta vào ngày thứ ba cũng bằng Zoom và bằng cái password và link giống như vậy, chiều ngày thứ ba hàng tuần lúc 15 giờ. À, còn khoảng vài tuần nữa hoặc là sang tháng 6 á, thì tôi sẽ live trực tiếp ở trên YouTube luôn. Thì các anh chị chỉ cần cập nhật trên Facebook của tôi hoặc là các anh chị vô YouTube gõ kinh tế và cuộc sống á, là chúng ta đăng ký ở trong đó để mà cũng theo dõi cái này. Nhưng mà like YouTube thì nó tiện rồi, bởi vì là chúng ta sẽ coi trực tiếp và chúng ta không có cần user password hay gì hết, chỉ cần có một đường truyền tốt là ok nha các anh chị. Còn anh chị nào mua đồ ở trong cái bếp ấm lúc nãy á các anh chị, thì chúng ta nhớ giùm tôi là nhớ đọc bát là bạn Hải Khánh nha các anh chị, bạn Hải Khánh, để mà chúng ta vẫn không được giảm tiền mà chúng ta sẽ được tặng thêm đồ nha các anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị ngày hôm nay. À, chào các anh chị nha.